Chào mừng các em quay trở lại với kênh học toán online Trong video hôm nay Chúng ta tiếp tục giải các bài tập Trong sách và bài tập của môn toán lớp 2 Thầy mời các em mở sách và bài tập của môn toán lớp 2 Bài 80 Thì bài hôm nay Là bài ôn tập về phép cộng và phép trừ Bài tiếp theo Đầu tiên các em làm bài tập số 1 tính nhẩm Phép tính nhẩm thứ nhất là 14 9. Ở đây để nhẩm 14 trừ đi một số thì các em đã được học ở các bài trước. Bài hôm nay thầy sẽ nhắc lại cách nhẩm 14 trừ đi một số. Cụ thể là 14 9, các em nhẩm như, như thế nào? Ở đây 14 có chữ số hàng đơn vị là 4. Như vậy để nhẩm 14 9 một cách nhanh nhất thì các em phải nhẩm 9 bằng 4 cộng mấy? 9 bằng 4 cộng 5. Các em nhẩm 9 bằng 4 cộng 5 để làm gì? Để các em lấy 14 trừ đi 4 thì các em sẽ được số tròn trục là 10. Sau đó các em lấy 10 trừ đi 5 thì 10 trừ đi 5 các em nhẩm dễ dàng bằng 5. Như vậy là 14 trừ 9 bằng 5 thì các bước nhỏ 14 9 đầu tiên các em lấy 9 bằng 4 cộng 5 sau đó các em lấy 14 4 bằng 10 tiếp theo là lấy 10 5 bằng 5 như vậy là 14 9 bằng 5 sang phép tính nhẩm thứ hai là 16 7 bằng bao nhiêu 16 7 để thuận tiện thì 7 các em nhậm bằng 6 cộng mấy? 7 bằng 6 cộng 1 Như vậy 16 trừ 7 Đầu tiên các em lấy 16 Trừ 6 bằng 10 Sau đó lấy 10 Trừ tiếp thì 1 bằng 9 Như vậy là 16 trừ 7 bằng 9 12 trừ 8 bằng bao nhiêu? Ở đây 8 các em nhậm bằng 2 cộng mấy? 8 bằng 2 cộng 6 Như vậy 12 trừ 8 Đầu tiên các em lấy 12 trừ 2 bằng 10 sau đó lấy 10 trừ tiếp đi 6 Thì 10 trừ 6 các em dễ dàng nhầm được bằng 4 Như vậy là 12 trừ 8 bằng 4 6 cộng 9 bằng bao nhiêu Để thuận tiện Thì 6 các em nhầm bằng 1 cộng 5 6 các em tách ra thành 1 cộng 5 để làm gì Để các em lấy 1 cộng 9 bằng 10 sau đó các em lấy 10 cộng tiếp với 5 bằng 15 như vậy là 6 cộng 9 bằng 15. Tiếp theo là 8 cộng 8 bằng bao nhiêu? Các em lấy 1 số 8. Các em lấy 1 số 8. Các em tách ra bằng 6 cộng 2. 8 bằng 6 cộng 2. Tại sao không tách ra bằng 4 cộng 4 mà tách ra bằng 6 cộng 2 bằng để làm gì? Để các em lấy 2 cộng 8 bằng 10. Sau đó các em lấy 10 cộng tiếp với 6 bằng 16. Như vậy là 8 cộng 8 bằng 16. Tiếp theo, các em nhầm 11 trừ 5 bằng bao nhiêu? Ở đây 5, các em nhầm bằng 1 cộng mấy? 5 bằng 1 cộng 4. Như vậy 11 trừ 5. Đầu tiên lấy 11 trừ 1 bằng 10. Sau đó lấy 10 trừ tiếp đi 4 bằng 6. 13 trừ 6 bằng bao nhiêu? 6, các em nhầm bằng 3 cộng mấy? 6 bằng 3 cộng 3 như vậy 13 trừ 6 đầu tiên lấy 13 trừ 3 bằng 10 sau đó lấy 10 trừ tiếp đi 3 bằng 7 như vậy là 13 trừ 6 bằng 7 18 trừ 9 bằng bao nhiêu ở à đây 9 các em nhớ bằng 8 cộng mấy 9 bằng 8 cộng 1 như vậy 18 trừ 9 đầu tiên lấy 18 trừ 8 bằng 10 sau đó lấy 10 trừ tiếp đi 1 bằng 9 Tiếp theo 14 trừ 6 bằng mấy? 6 Các em nhầm bằng 4 cộng 2 Các em chú ý đến chữ số hàng đơn vị của số 14 là 4 Như vậy 6 các em nhầm bằng 4 cộng mấy? 6 bằng 4 cộng 2 Do đó các em lấy 14 trừ 4 bằng 10 Sau đó lấy 10 trừ tiếp đi 2 bằng 8 Như vậy là 14 trừ 6 bằng 8 17 trừ 8 bằng bao nhiêu? Các em chú ý đến chữ số hàng đơn vị của số 17 là 7 Do đó 8 các em nhập bằng 7 cộng mấy? 8 bằng 7 cộng 1 Như vậy 17 trừ 8 Đầu tiên lấy 17 trừ 7 bằng 10 Sau đó lấy 10 trừ tiếp đi 1 bằng 9 Như vậy 17 trừ 8 bằng 9 12 trừ 5 bằng bao nhiêu? Ở đây các em chú ý đến chữ số 2 Thuộc hàng đơn vị của số 12 Như vậy 5 bằng 2 cộng mấy? 5 bằng 2 cộng 3 Do đó 12 trừ 5 Đầu tiên lấy 12 trừ 2 bằng 10 Sau đó lấy 10 Trừ tiếp đi 3 bằng 7 Như vậy 12 trừ 5 bằng 7 3 cộng 9 bằng mấy Ở à đây 9 Cộng với 1 bằng 10 Như vậy 3 Các em phải tách ra bằng 2 cộng 1 Sau đó các em lấy 1 cộng 9 bằng 10 10 cộng tiếp với 2 bằng 12 Như vậy 3 cộng 9 bằng 12 9 cộng 4 bằng mấy? 9 cộng 4 bằng bao nhiêu? Ở đây các em biết 9 thêm 1 đơn vị thì các em được số tròn trục là 10. Như vậy để nhẩm nhanh, các em phải nhẩm 4 bằng 1 cộng 3. Sau đó các em lấy 9 cộng 1 bằng 10. 10 cộng 3 bằng 13. Như vậy 9 cộng 4 bằng 13. 11 trừ 9 bằng bao nhiêu? Các em chú ý đến chữ số hàng đơn vị của số 11 là 1. Như vậy 9 các em tách ra bằng 1 cộng mấy 9 bằng 1 cộng 8 Do đó 11 trừ 9 Đầu tiên lấy 11 trừ 1 bằng 10 Sau đó lấy 10 trừ tiếp đi 8 Bằng 2 Như vậy 11 trừ 9 bằng 2 3 cộng 8 bằng bao nhiêu Ở đây 8 cộng thêm 2 đơn vị Thì các em sẽ được số tròn trục là 10 Như vậy 3 các em phải tách ra bằng 2 cộng mấy 3 bằng 2 cộng 1 3 bằng 2 cộng 1 Như vậy 3 cộng 8 các em lấy 2 cộng 8 bằng 10 Sau đó lấy 10 cộng tiếp với 1 bằng 11 Như vậy 3 cộng 8 bằng 11 16 trừ 8 bằng bao nhiêu Ở đây các em chú ý đến chữ số 6 Của số 16 Như vậy 8 bằng 6 cộng mấy 8 bằng 6 cộng 2 Do đó 16 trừ 8 Đầu tiên lấy 16 trừ 6 bằng 10 Sau đó lấy 10 trừ tiếp đi 2 bằng 8 như vậy là 16 trừ 8 bằng 8. Tiếp theo, các em sang bài 2, đặt tính rồi tính. Phép tính thứ nhất là 47 cộng 36 bằng bao nhiêu? 47 cộng 36. Ở đây các em cộng từ phải sang trái. Đầu tiên lấy 7 cộng 6. Các em cộng các chữ số thuộc hàng đơn vị. Các em lấy 7 cộng 6 bằng 13. 7 cộng 6 bằng 13. Do ở đây, các em cộng ở hàng đơn vị. Do đó kết quả là 13 Các em chỉ lấy chữ số thuộc hàng đơn vị là 3 13 các em lấy 3 đơn vị Và các em nhớ nhớ một chục Các em nhớ 10 13 viết 3 nhớ 10 Nhớ 10 gọi là nhớ một chục Các em nhớ một chục để các em cộng tiếp vào hàng chục Tiếp theo các em cộng vào hàng chục 4 chục cộng 3 chục bằng 7 chục Do nhớ một chục Các em lấy 7 chục thêm một chục Bằng 8 chục viết 8. Như vậy 47 cộng 36 các em cộng như sau, 7 cộng 6 bằng 13, viết 3 nhớ 1. 4 cộng 3 bằng 7 thêm 1 bằng 8, viết 8. Sau đó 47 cộng 36 bằng 83. Tiếp theo là 100 trừ đi 22 bằng bao nhiêu? 100 trừ 22. Ở đây các em trừ từ phải sang trái. Bắt đầu các em trừ các chữ số thuộc hàng đơn vị. 0 không trừ được 2. Các em phải mượn một chục của 10. Mượn một chục của 10. Các em được 10. Lấy 10 trừ 2 bằng 8. Viết 8. 10 sau khi cho không mượn một chục thì sẽ còn lại là 10 trừ 1 bằng 9 chục. Sau đó các em lấy 9 chục trừ tiếp đi 2 chục bằng 7 chục. Viết 7. Như vậy 100 trừ 22 bằng 78. Hoặc các em có thể trừ như sau. 0 không, không trừ được 2. Lấy 10 trừ 2 bằng 8. Viết 8 như 1. Sau đó các em lấy 2 Thêm 1 bằng 3 và lấy 10 trừ 3 bằng 7 viết 7 Tiếp theo là 90 trừ 58 bằng bao nhiêu Ở đây các em trừ từ phải sang trái 0 không, không trừ được 8 Các em mượn 1 chục của 9 được 10 Lấy 10 trừ 8 bằng 2 viết 2 9 sau khi cho 0 mượn 1 chục thì sẽ còn lại là 9 trừ 1 bằng 8 80, các em lấy 80 trừ tiếp đi 50 bằng 30, viết 3 Như vậy 90 58 bằng 32 Hoặc các em có thể trừ như sau 0 không trừ được 8 Lấy 10 8 bằng 2, viết 2 nhớ 1 Sau đó lấy 5 cộng 1 bằng 6 Và lấy 9 6 bằng 3, viết 3 Tiếp theo là 35 cộng với 65, bằng bao nhiêu? Ở đây các em cộng từ phải sang trái 5 cộng 5 bằng 10 Viết 0 nhớ 1 3 cộng 6 bằng 9 Thêm 1 bằng 10 viết 10 Như vậy 35 cộng với 65 bằng 100 Tiếp theo em sang bài tập số 3 Em điền số Câu E 12 Trừ đi 4 Bằng bao nhiêu Em điền số vào ô trống sau đó các em lấy kết quả trừ tiếp đi 2 bằng bao nhiêu? Các em ghi vào ô trống. Đầu tiên lấy 12 trừ 4 bằng 8, viết 8 vào ô trống. Sau đó lấy 8 trừ đi 2 bằng 6, viết 6 vào ô trống thứ hai. Như vậy, 12 trừ đi 4 sau đó trừ tiếp đi 2. 2 lần trừ là 12 đã trừ đi 6. 12 trừ đi 6 và kết quả bằng 6. cho câu B 14 trừ đi 3 bằng bao nhiêu các em ghi vào ô trống sau đó lấy kết quả tìm được các em trừ tiếp đi 5 bằng bao nhiêu các em ghi vào ô trống thứ hai thì 14 trừ 3 14 trừ 3 bằng 11 11 trừ tiếp đi 5 bằng 6 như vậy 14 trừ 3 sau đó được kết quả bao nhiêu trừ tiếp đi 5 2 lần trừ là 14 đã trừ đi Trừ đi 8 14 trừ 8 Các em cũng được kết quả bằng 6 Tiếp theo các em sang câu C 17 trừ 9 Bằng bao nhiêu 17 trừ đi 9 Thì để thuận tiện Ở đây các em chú ý đến chữ số hàng đơn vị Của số 17 là 7 như vậy 9 các em nhỏ bằng 7 cộng mấy? 9 bằng 7 cộng 2 Do đó 17 trừ 9 Đầu tiên lấy 17 trừ 7 bằng 10 Sau đó lấy 10 trừ tiếp đi 2 bằng 8 Như vậy là 17 trừ 9 bằng 8 17 trừ 7 trừ 2 bằng bao nhiêu? 17 trừ 7 bằng 10 Sau đó lấy các em lấy 10 trừ tiếp đi 2 bằng 8 Như vậy ở câu C người ta muốn chỉ cho các em cách nhẩm 17 trừ 9. 17 trừ 9 đầu tiên các em nhẩm 9 bằng 7 cộng 2. Sau đó các em lấy 17 trừ 7 bằng 10. Tiếp theo là các em lấy 10 trừ tiếp đi 2 bằng 8. Như vậy là 17 trừ 9 bằng 8. Câu d. 15 trừ 7 bằng bao nhiêu? Ở đây 7 bằng 5 cộng mấy? 7 bằng 5 cộng 2. Như vậy 15 7 đầu tiên lấy 15 5 bằng 10, sau đó lấy 10 2 bằng 8, như vậy là 15 7 bằng 8. Cách nhẩm 15 7 là các em nhẩm 7 bằng 5 cộng 2, thì đầu tiên các em lấy 15 5 bằng 10, sau đó lấy 10 trừ tiếp đi 2 bằng 8. Như vậy là 15 5 chữ 2 có cùng kết quả với phép tính 15 7 và kết quả đều thu được là bằng 8. Tiếp theo, các em sang bài tập số 4. Bài tập số 4 có nội dung như sau. Một cửa hàng buổi sáng bán được 64 lít nước mắm, buổi chiều bán được ít hơn buổi sáng là 18 lít nước mắm. Hỏi buổi chiều, cửa hàng đó bán được bao nhiêu lít nước mắm? Ở đây các em sẽ tóm tắt nội dung của bài toán như sau. Buổi sáng bán được 64 lít nước mắm. Buổi sáng bán được 64 lít Buổi chiều bán được ít hơn buổi sáng là 18 lít nước mắm. Phần ít hơn này chính là phần màu đỏ. Như vậy các em sẽ có lời giải chi tiết của bài toán như sau. Buổi chiều cửa hàng đó bán được số lít nước mắm là Buổi chiều bán được ít hơn, như vậy các em làm phép tính gì? Ít hơn là phép tính trừ, nhiều hơn là phép tính cộng. Như vậy ở đây, ít hơn buổi sáng, cụ thể là ít hơn 18 lít. Như vậy các em lấy buổi sáng là 64 trừ đi phần ít hơn, tức là trừ đi 18. 64 trừ 18. Các em đặt tính và thực hiện phép tính ra giấy nháp. 64 trừ 18. 4 không trừ được 8. Các em mượn một trục của 6 được 14. Lấy 14 trừ 8 bằng 6, viết 6. 6 sau khi cho 4 mượn một trục thì sẽ còn lại là 6 trừ 1 bằng 50. Sau đó các em lấy 50 trừ tiếp đi một trục thì sẽ bằng 40. Như vậy 64 trừ 18 các em trừ như sau. 4 không trừ được 8, lấy 14 trừ 8 bằng 6 viết 6 nhớ 1. Sau đó lấy 1 cộng 1 bằng 2 và lấy 6 trừ 2 bằng 4 viết 4. 64 trừ 18 bằng 46. Buổi chiều cửa hàng đó bán được số lít nước mắm là 46 lít. Ở đây các em có đáp số là 46 lít. Tiếp theo các em sang bài tập số 5. Đố vui. Viết 3 phép trừ có hiệu bằng số bị trừ. Thì các em biết số bị trừ trừ đi số trừ bằng hiệu. Như vậy các em sẽ viết ba phép trừ có hiệu bằng số bị trừ như sau. Đầu tiên các em lấy hiệu là một số bất kỳ. Ví dụ ở đây thầy lấy hiệu bằng 6. Do hiệu bằng số bị trừ, như vậy số bị trừ cũng phải bằng 6. Số bị trừ cũng phải bằng 6. Như vậy 6 trừ đi mấy bằng 6? 6 trừ đi 0 bằng 6. Do đó các em sẽ có phép tính thứ nhất là 6 trừ 0 bằng 6. Trong phép trừ này, hiệu bằng số bị trừ. Tiếp theo, các em lấy hiệu là một số bất kỳ. Cụ thể đây, thầy lấy hiệu bằng 8. Hiệu bằng 8, số bị trừ cũng phải bằng 8. 8 trừ mấy bằng 8? 8 trừ 0 bằng 8. Như vậy số trừ bằng 0. Các em đã viết được phép tính thứ hai Phép tính thứ ba các em lấy hiệu là một số bất kỳ Cụ thể ở đây thầy lấy hiệu là 12 Hiệu là 12 thì số bị trừ cũng phải bằng 12 12 trừ mấy bằng 12 12 trừ 0 bằng 12 Như vậy là các em đã viết được 3 phép trừ Có hiệu bằng số bị trừ Thì video hôm nay xin được kết thúc ở đây Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video Nếu cảm thấy video chia sẻ là hữu ích Thì các em vui lòng bấm nút like và nút share để chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Và đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh, nhớ nhấn vào biểu tượng hình ghi chuông để nhận các video mới nhất từ kênh học toán online. Các em đừng quên để lại bình luận của mình ở cuối video để đóng góp và xây dựng cho kênh học toán online ngày một hoàn thiện và phát triển hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp.